Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc cưa Estin MS382 của Đức. Thì chiếc cưa này, cái mẫu mã nhìn về bên ngoài, cái mẫu mã của ta thì cái cưa nó thùng nó rất là chắc chắn, mà nó chỉ có duy nhất một màu xám. Đó, đây là cái lam của chúng ta, lam đi theo máy là lam 60 và lam 20 inch. Đó, bây giờ ta sẽ mở chiếc máy này ra. Hàng chính hãng chúng ta có những gì đây? Đầu tiên là một chiếc cưa, là cái bảo vệ xích, sách hướng dẫn sử dụng, rời bộ phụ tùng đi theo máy. Đi theo máy của chúng ta thì bao gồm một cái phụ tùng để tháo lắp máy và một chiếc tô vít chỉnh ra. Chiếc cưa này của chúng ta thì ngoại hình của nó thì nhìn rất là chắc chắn. Những cái điểm ví dụ như là tay giật này, hay là cái bộ phận bảo vệ máy, ốp hay bất cứ những cái chi tiết nào trên máy đều được in dập chìm cái mã của máy, đều có mã hết. Đây, chúng ta nhìn tổng quan qua chiếc máy này. Đây là bộ phận khởi tắt mở máy, công tắc ốp gió, ốp lọc gió này, nhiên liệu này và nhớt xích. Máy cưa dạng này thì luôn có một cái van áp để giúp cho chúng ta giật nó nhẹ hơn. Khi mà chúng ta giật thì van áp sẽ tự nhảy ra. Ngoài ra thì cái cưa này của chúng ta, chúng ta phải tháo cái lọc gió ra. Đây, còn lọc gió của chúng ta cũng đều được in chữ Estin và nhìn rất là chắc chắn này. Ngoài ra thì ở phần mặt sau của máy, mặt đáy của máy thì cũng được dập nổi tên cưa, lô hàng sản xuất, ngày sản xuất và đất nước Brazil này. Hiện tại thì chiếc cưa này đi kèm cái lam là lam 60. Nếu mà có cách nào mà muốn sử dụng lam 70 hoặc 80 thì có thể đổi sang lam 70 hoặc 80 thì cái mức giá chênh lệch cũng không nhiều. Đó, đờ xích của chúng ta thì tôi sẽ mở cái xích này ra để xem bên trong cái xích này. Đây, xích của chúng ta được in dập chìm chữ Estin. Đây là chiếc lam của chúng ta. Ở lam của chúng ta thì đều có những cái tem mác in để chứng nhận về sản xuất xứ cũng như là chất lượng. Đây, cả hai mặt chúng ta đều có tên địa chỉ ở Brazil này và công ty sản xuất. Sau đây chúng ta sẽ lấy cái lam này ra xem cái bên trong cái lam của chúng ta này. Đây là chiếc lam của chúng ta, lam rất là chắc chắn. Đây là thùng dạng lam trơn và hai mặt lam đều in Estin, made in Brazil, Duromatic. Lam ở đây cũng đều có hướng rãnh lam. Ra cái lam này nếu mà so với một chút những cái dòng lam của máy mức giá tương đương hoặc là thấp hơn thì nó rất là nặng, nó nặng phải gấp đôi. Trong thời gian này mà chúng ta mua cưa của bên điện máy Song Anh thì chúng ta sẽ là quý khách sẽ được tặng 3 chiếc rũa của Estin, cũng là rũa nguyên nhập nguyên của Estin đó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Thì quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều những video review sản phẩm của chúng tôi.